Hướng dẫn cách làm hộp đèn Giáng sinh. Cùng ân bắc nào. Người tuyết nè, tuần lộc nè, ông già Noel nè, mùa nhà tuyết nè, cây thông mini nè, gói tuyết, dây đèn led Asiber, 6 mặt gương vô cực, một mặt nhám nhé, keo siêu dính, miếng dán góc, đèn led pin. Lấy một miếng gương để làm đấy nha. Cắt miệng lọ keo ra, nhỏ lên đế và lần lượt dán các phụ kiện vào nha. Dùng tấm gương có một mặt nhám để dán đèn nha. Nhỏ keo nén lên mặt nhám và dán lần lượt đèn vào. Đèn này có cổng Asiber nên có thể cắm vào cổng sạc, làm đèn ngủ mà không lo hết pin. Bạn nào làm đèn để đi tặng thì nhớ dán thêm đèn led pin sắp gửi kèm nha. Chỉ cần cuốn dây led pin vào quanh đèn led Asiber vừa dán là được. Cuốn xong thì nhớ dán thêm bằng keo nến cho chắc chắn nha. Tiếp theo dán miếng bông lên, xà lá mây nha. Xỏ bóng đèn xuyên qua bông. Nhớ cắt bớt phần bông thừa đi nha. Sau đó dán thêm keo nến vào các mép cho chắc chắn. Phụ kiện dán ở đế đã khô keo rồi. Tiếp theo cần dán mấy miếng góc. Dùng tấm keo góc này nha. Dán lần lượt từng miếng vào mỗi góc. Dán xong rồi chúng ta sẽ bóc lớp giấy ra. Bóc lớp giấy bóng ở mặt sau đế, rồi dán bốn góc vào nha. Miếng gương mà có cái lỗ nhỏ xíu này, chúng ta sẽ dán ở mặt sau cạnh cây thông. Nhớ bóc giấy bóng hai mặt rồi dán nha, mặt xanh sẽ dán vào trong. Lần lượt dán ba mặt còn lại, mặt giấy bóng xanh sẽ dán vào bên trong nha. Để dễ lắp đèn hơn, hãy dán chút keo nến vào bốn cạnh trên để cố định. Bóc gói tuyết rồi đổ vào bên trong nha. Lắc đều để san tuyết ra các góc. Bây giờ lắp mặt đèn lên trên. Phần dây đèn sẽ lắp vào tấm gương có lỗ nhỏ đó nha. Bóc lớp giấy bóng và dán bốn góc vào là xong chiếc đèn rồi. Dán phần đựng pin này vào mặt sau. Khi mang đi tặng thì bật pin lên, để làm đèn ngủ thì dùng dây Asiber nha. Sắp tặng kèm cả túi đựng của, có cửa sổ trong suốt này nha. Mang đèn đi tặng vào buổi tối thì cực kỳ xinh luôn.